Được rồi, ok, vâng, xin chào tất cả những người anh em có mặt ở trên kênh của mình nhé. Thì mình là Nam đây. Và hôm nay đến clip này thì như các bạn đã biết thì thật sự là trong tất cả chiến binh thì con chiến binh mà mình chơi trong mọi chế độ mà duy có chế độ sinh tồn mình không dùng, không bao giờ dùng, đó chính là con Sally mọi người ạ. Đây thật sự thì cái con này, cái độ khoai của nó thì mọi người cũng, cái này thì đều có thể biết rồi. Đứng gần thì sát thương nó yếu, mà đứng xa thì sát thương nó mạnh mọi người ạ. Thế cho nên là càng phải xa càng tốt. Mà thề nếu mà cái con này mà đi kiểu đi chẳng may mà qua một bãi cỏ mà có thằng nào đứng trong đấy nó rình, thì bất kể cái con đấy nó là con gì, kể cả yếu nhất đi chăng nữa nhá, nếu mà mình mà không có từ 10, khoảng 15, 16 ngọc sức mạnh trở lên để mà bắn tầm gần nó lên được 2000 máu ấy, thì chắc chắn 100% là chết. Mình khẳng định các bạn luôn, 100% là phải chết mọi người. Thế cho nên là chơi con này rất là khó để mà đi chơi solo thật. Do đó là hôm nay chúng ta sẽ có một trận sinh tồn đôi với Piper. Ơ thằng này chê ngọc sức mạnh không ăn à? Được, từ từ mình đứng đây cho thằng đồng đội mình hồi sinh ăn cùng luôn. Má tội. Chơi Penny, mình nói thề các bạn ý, Penny nó đỡ khoai hơn so với con Piper, nhưng mà cái sát thương của nó nhiều khi nó không sốc được sát thương mọi người ạ. Tầm đánh của con xe của con Penny kia thì mình, thằng đồng đội mình ý, mình nghĩ là tầm trung thôi, thì mình nghĩ là cũng phải ok. Nhưng mà rồi bay vào đấy thì đồng đội tôi gạt thì giờ con ạ. Ok, khá là hên cho chúng ta, trận đầu tiên chúng ta lấy top 1 nhé mọi người nhé, không khó khăn lắm, nó không chơi mình luôn. Ok, sang đến trận thứ hai đi. Quạ thì hơi yếu máu, nhược điểm của quạ là hơi yếu máu và sát thương của nó kiểu nó chủ yếu là dùng cái từ chiêu của nó ấy, chứ không phải là đánh tay mọi người. Cái sát thương, cái sốc sát thương chính của nó không dùng sát thương tay được. Úi rồi mẹ, xem mấy cái hòm ở giữa, có cái hòm ở giữa mà chúng nó đánh nhau như cái mẹ gì luôn. Rồi quạ nó kiểu nó nhìn nó ghét quá, kiểu thấy mọi người nhặt được ngọc nhưng mà mình không nhặt được, kiểu ghét ý. Mà chính ra bản thân mình cũng thế cơ, kiểu nhiều khi nhìn chúng nó ăn được ngọc mà mình không ăn được, nhìn mất kiên nhẫn vừa lời. Rồi coi mình bắn gì à? Lại chúa. Do tay mình còn yếu nên các bạn thông cảm nhé, mới có 3000 cúc chứ mấy. Đừng blame mình. Mình biết các bạn chắc chắn là sẽ trách mình bắn hụt nhiều, nhưng mà bạn đứng im là bạn sai lầm rồi. Rồi. Ôi. Rồi nhảy vào mặt bố kia luôn ạ. Thôi xong ạ. Đen luôn. Nó lại đen cho đừng hỏi ạ. Nhảy đâu không nhảy, nhảy ngay mặt bố kia thế mới nói ạ. Đừng tưởng là có cái ulti này mà chạy được. No. Rồi ok. Quay cái thì cảm ơn. Rồi thằng này bố mày nhất định cho mày phải chết con ạ. Thằng này nhất định là phải chết vào tay mình hoặc đồng đội mình. Không thể để đứa nào giết nó được. Thằng đồng đội mình à. Thằng nào vừa giết nó rồi. À biết ở đây rồi à. Thì được, cái cửa đấy. Ở đấy. Mình chia sản lại team, cái team của thằng kia luôn rồi. Ôi trời. Thôi. Má múa lượn quanh người nó như thế mà không né được ạ. À. Giá quả đấy nó hết đạn được thêm một lúc nữa thì mình câu giờ được ạ. À. Lại chúa. Cái con này bị vào tầm gần thốn dã man luôn ạ. Ok. Thằng quạ nó chịu chết lại mình ạ. Thank you bạn. Mặc dù mình đánh như bòi thật. Nhưng sao? Mình sẽ luyện con này nhiều mọi người ạ. Thật. Nếu mà có ai hỏi về trong tất cả chiến binh mình thích con chiến binh nào nhất thì có thể nói là mình thích con này đấy. Còn mình thích con này nhất luôn, hầu như mình bao giờ mình cũng dùng con này. Nó vừa có lợi mà nó kiểu như kiểu đặt cược ấy, kiểu nó cược vào vận may ấy. Đứng được từ xa bắn được thì coi như là hên, mà đứng ở tầm gần bắn thì thôi rồi. Kiểu nó thuộc dạng hên xui thôi. Mà mình thì rất là hên, rất là đỏ số, nên là mình không ngại dùng Piper mọi người. Cái này thì có thể gây tranh cãi, nhưng mà thật sự là Piper là chiến binh mình thích, mà mình thấy nó mạnh. Mạnh ở tầm xa, ý mình là thế. Đây, bây giờ chỉ cần thằng này nó xịt trúng phát là mình nhìn thấy được bọn địch nó hiện lên là mình bắn được này. Để bình tĩnh nha. Cứ bình tĩnh thôi. Mà mỗi tội cái con này thề nếu mà có skin là chắc chắn mình mua. Thật, bởi vì mình thích Piper mà. Mà quanh đi quẩn lại nó vẫn có bộ váy xanh công túa này á mà. Mình thích nó có cái skin gì mới hay hơn. Đồng đội mình đi đời nhà ma rồi. Bình tĩnh nhá. Đây, thằng này sẽ qua này. Đấy, biết ngay mà. Mà nó sợ chết nó chạy rồi. Khôn thế đấy. Là mình thì mình đã tiến thêm rồi ấy.
Rồi bây giờ chỉ cần thằng này nó xịt trúng một phát là mình nhìn thấy địch là mình sấy chết cha luôn này. Ý mình là mình ngắm chết nó đấy, tàng hình, hẳn là tàng hình luôn. À, từ từ mình sẽ không ăn cái ngọc này, chờ đồng đội mình cho nó ăn. Có hai cái ngọc ở kia luôn, tiếc là nó bị ngoài bo thôi, khổ nó bị ở ngoài bo thôi. Giá nhá, con này mà vào gần mà tầm đánh của nó vẫn mạnh như vậy, thề có chúa. Team mình rụng ra ngoài. Ok anh em, đã rất là lâu kể từ khi cái clip kia được quay. Chính xác là vì mình hết bộ nhớ và mình nhận thấy là có clip về Piper nên mình đang làm thêm để cho nó dài ra đây. Nhiều khi các bạn không biết đâu, kiểu như mình vẫn hay nói kiểu mình nhớ quên đang làm clip, hôm nay đang làm về cái gì mà kiểu làm không xong là mình cứ vứt đấy, mình để tích qua 5 tháng mọi người. Qua 5 tháng dài dằng dặc cuối cùng thì mình cũng quay trở lại. Mình làm thêm ạ. Nhưng mà thật sự là hơi lâu. Thật. Đây này, chơi cái map này thì rất là nhiều cỏ có lợi cho Piper, nhưng mà khá thiệt là nếu mà trong cái bụi cỏ này mà có người mà nó rình mình một phát là coi như mình đứt luôn. Mỗi tội không dò được đường thôi. Chứ mà con này thì ok, cứ có cỏ cho mình là mình sấy nát hết mọi người. Bình tĩnh nhá. Hy vọng là tay bắn của mình sẽ... mình chả hy vọng gì là nó lên được đâu, bởi vì mình khá là chơi ít mà. Mình chẳng hy vọng gì là cái trình độ của mình nó tăng nhiều lắm. Chỉ hy vọng bắn trúng thôi. Úi giời ơi. Úi giời ơi. Thằng kia phun cả cây máu chắc không hiểu vì sao chết luôn. Ôi thôi. Quả đấy mình bay vào đấy mình nhìn thấy thằng đấy nó đi gần như thế mình kiểu chết mẹ rồi. Kiểu đã biết, kiểu đã định đoạt trong đầu luôn rồi mọi người. Rồi xong. Từ. Bình tĩnh. Đây. Bố mình thấy rồi. Ra. Không trốn nữa, trốn làm sao được. Bạn cứ bị vui tính. Rồi đồng đội mình nó diệt thằng kia luôn. Ok. Bây giờ mình đã quay trở lại rồi đây. Chính xác là trận trước thua nên mình có cắt đi rồi. Trận trước mình thua nó thảm đến mức mình không thể nói được gì luôn mọi người. Không thể bào chữa được kìa. Ôi giời ơi. May quá thằng này ra nó chắn đạn cho mình, không thì mình bể một con lợn. Thôi. Bắt nạt bạn ra. Rồi trúng. Thôi khổ, cầm cái con này nó không nhặt được ngọc nữa. Nhưng mà thằng nào mà đi vào giữa chân con này kiểu cái ulti nó khắc chế mấy thằng tầm gần nó kinh cực nhá mọi người nhá. Thằng nào mà đi sát, nó đi sát vào mình phát mình nhảy ra phát coi như là bốn cái bình trà nó vây quanh mặt thằng này luôn, nó coi hết thoát luôn mọi người. Trừ phi nó là con Daryl hoặc là con Boon để mà mở ulti chạy, hoặc là con có cái khiên này cũng chưa chắc đâu. Nào muốn né đâu, chẳng qua có cây xương rồng ở đây thôi. Này thì lăn bánh này. Quả đấy mình vẩy bừa và cuối cùng nó dùng ulti nó chạy ra chúng đớp chúng viên đạn của mình luôn ạ. Hệ quá tội cho thanh niên luôn. Nào, có thanh niên nào muốn bước chân ra đây không? Khuyến cáo là các bạn nên chuẩn bị một bịch acid thật lớn nhỉ. Oh, no. Thật may là chúng ta vẫn còn sống á. Và như các bạn đều đã biết thì cái clip này lại một lần nữa chìm vào quên lãng cho đến một ngày mình đầy bộ nhớ và lôi nó ra để up lên YouTube. Ồ không, clip sẽ không kết thúc như thế này đâu. Và xem đây, nội dung bonus. Mình sẽ cho các bạn thấy trình độ bắn Piper gần đây nhất của mình. Và clip này mình mới làm luôn. Được rồi, ok, vâng, xin chào tất cả những người anh em nha. À quên, clip này để lắp vào clip cũ nên chắc không cần chào nữa. Thì ok, nói chung là cảm ơn các bạn vẫn xem đến giờ phút này vì cái sự xàm xí của mình từ hồi cái thời mà còn rất là ít cúp. Còn yên tâm, cái clip này mình mới quay ngày hôm nay luôn. Coi như là trình độ chơi của mình gần đây nhất đấy. Đấy. Mình có đọc comment thấy bảo là nếu mà chơi đồng đội ngu sao không chơi solo đi. Ok, mình cầm Piper mình solo cho hẳn hoi luôn. Không có các bạn lại bảo là thằng này lý do lý chấu. Úi dồi ôi, chào chị. Rồi, muốn cái gì? Mày muốn cái gì? Brock định solo với Piper á. Tao cho mày tay đôi luôn. Nhưng mà đừng có đứa nào móc vào được. Rồi có một đứa trốn bên dưới. Chết con lợn.
Rồi 5 ngọc sức mạnh rồi. Thật ra ấy, Piper nó chỉ cần 2 ngọc sức mạnh là đủ. Là đủ luôn. Có đứa trốn thế này mình nhớ. Thế luôn. À đủ, may cho mày tao bắn chạch lên trên một tí ấy. Rồi hai thằng này đấm nhau kiểu gì cũng đưa què này. Này vào tay mình mới sướng chứ. Trời ơi, nãy giờ mình giết bao nhiêu mạng luôn rồi không biết luôn. Tính bấm vào quay chơi thôi. Quay thêm một clip nữa cho đủ thôi mà ai dè nó lại như này ạ. Rồi thằng kia biết điều thì bắn thằng El Primo nhá, không có rồi. May mà chọi tao là tao cho mày biết tay con ạ. Đó, tiến ra nửa bước. Úi dồi ôi, một phát bắn 4.000 máu ấy. Thằng này mày dình tao làm cái gì? Khổ lắm, đã không muốn rồi. Đây, người ta muốn giết cái thằng này trước này. Từ. Nào, 400 máu cuối cùng. Buông hay là thế nào? Rồi luôn, thanh niên đi luôn. Không nói nhiều, đi luôn. Đấy, rất đơn giản thôi. Thế nhá. Ok, hy vọng các bạn nhấn like clip này cho mình bởi vì mình bắn trận này hay quá mà. Còn bây giờ mình xin phép dừng tí ạ.